Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua, mang đến cho quý vị những thông tin nóng nhất, bổ ích nhất. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đích thân ông Tập Cận Bình cũng thừa nhận lũ lụt ở Trung Quốc là nghiệt ngã. Sau sự im lặng hơn một tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã lên tiếng nói về lũ lụt đang hoành hành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc và mô tả nó là nghiệt ngã. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng tình hình phòng chống lũ lụt hiện tại là nghiệt ngã. Sau đó, ông đã kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc trong việc hỗ trợ cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ không rơi vào cảnh nghèo đói vì những thảm họa. Theo CCTV News, ông Tập cho biết mực nước ở sông Dương Tử, sông Hoài, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Thái Hồ gần đây đã vượt quá mức cảnh báo. Ông Tập cũng thừa nhận tình hình lũ lụt ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang là rất nghiêm trọng. Ông Tập cảnh báo đất nước đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ và nói rằng chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm. Trong việc này, ông nói rằng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Quản lý Khẩn cấp và các bộ phận khác nên tăng cường phối hợp và triển khai lực lượng cứu hộ cùng vật liệu cứu trợ theo cách khoa học hơn. Ông Tập cũng kêu gọi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ tại các khu vực bị lũ lụt. Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát lũ của Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2 trong hệ thống thang cảnh báo 4 mức. Các nhà lãnh đạo ở cấp bộ trưởng đã dẫn các đội đến Giang Tây và những nơi khác để hướng dẫn cứu trợ thảm họa. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, kể từ đầu tháng 7, lũ lụt bất ngờ bùng phát trên khắp 27 tỉnh khiến 141 người thiệt mạng và 37,89 triệu người bị ảnh hưởng. 433 con sông có mực nước đã vượt quá mức nguy hiểm. Mạng truyền hình CGTN, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc, đưa tin rằng lũ lụt ở nước này đã khiến 22.000 ngôi nhà sụp đổ, buộc 1,721 triệu người phải di rời, gây thiệt hại tới 61,79 tỷ nhân dân tệ. Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc khiến 108 người thiệt mạng trong 7 tháng đầu năm. Theo báo Economic Information Daily, từ đầu năm đến nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và tổng thiệt hại kinh tế lên tới 5,6 tỷ USD. Tổng cộng, 20,79 triệu người ở 22 tỉnh thành tại Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay. Hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán, ít nhất 108 người chết và 21 người mất tích. Nước lũ cũng gây thiệt hại tới 1,7 triệu hecta hoa màu và 44.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh miền Nam Trung Quốc, gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ 6 tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ trên tổng diện tích 210.000 km2. Trước đó, mưa lũ đổ xuống các quận phía bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông, vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Giang Lin, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Phúc Kiến cho biết, hiện tượng El Nino là nguyên nhân dẫn tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hạn hán kéo dài suốt mùa xuân và mùa mưa lũ nặng nề trong tháng 7 này. Dự kiến, hạn hán sẽ quay trở lại sau mùa lũ năm nay kết thúc. Hàng năm, có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc chìm ngập trong nước lũ. Theo thống kê của các cơ quan kiểm soát lũ lụt và văn phòng cứu nạn Trung Quốc, có 184 thành phố tại nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố vào năm 2013 và 125 thành phố vào năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú ý đến hệ thống thoát nước, dẫn đến lũ lụt thường xuyên xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố ở Trung Quốc không đạt được tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu vực đô thị. Thậm chí hơn 90% các đô thị cũ không đạt tiêu chuẩn tiêu chí thấp nhất về phòng chống lũ lụt. Đập Tam Hiệp thất bại trong kiểm soát lũ, Phú Đô ngập trong biển nước. Lũ đã ảnh hưởng tới 54 triệu người, khiến 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người chết hoặc mất tích. Nước dâng cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 368.000 ngôi nhà. Theo Bộ Tài nguyên tình trạng khẩn cấp, thành cổ Tây An thuộc tỉnh Tiệp Tây mới đây đã trở thành nạn nhân của mùa mưa lũ vốn đã hoành hành nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng vừa qua. Chỉ trong một ngày, cơ quan khí tượng Tây An đã phát cảnh báo màu cam về lượng mưa lên tới 50mm trong vòng 3 giờ. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước dâng cao ngang lưng.
một số người thậm chí chèo kayak để lượn quanh thành phố. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo đợt lũ ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ đầu tháng 7 gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử có thể kết thúc sớm, nhà khí tượng học cao cấp Zhang Duan nói. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 15 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2006. Một chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Tư Tử rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Xiao cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng hiện nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế. Khi xây dựng đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy vậy, cả hai thành phố bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập, đợt mưa lũ năm nay tại Trung Quốc đã tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở nước này. 433 con sông dâng lên vượt mức kiểm soát lũ từ đầu tháng 7, trong đó có 33 con sông lập kỷ lục. Lũ đã ảnh hưởng tới 54 triệu người, khiến 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người chết hoặc mất tích. Nước dâng cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 368.000 ngôi nhà nữa. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, số ca tử vong và số nhà bị hư hại ít hơn so với các năm trước, nhưng số người mất nhà cửa, thiệt hại kinh tế lại cao hơn nhiều. Theo Los Angeles Times, Tứ Xuyên xuất hiện trận lũ lụt lịch sử trăm năm mới gặp một lần. CNA đưa tin những ngày qua Tứ Xuyên liên tục có mưa lớn kéo dài. Thành phố Nhã An, đoạn khu vực sông Thanh Y xuất hiện đợt lũ lụt lớn nhất trăm năm mới gặp một lần. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1 lần đầu tiên trong lịch sử. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tình hình kiểm soát lũ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt theo tài khoản WeChat. Tứ Xuyên thông báo của Văn phòng Thông tin Chính phủ Tứ Xuyên, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Tứ Xuyên thông tin rằng đã có một trận lũ trăm năm mới gặp một lần xảy ra ở thành phố Nhã An, đoạn qua khu sông Thanh Y. Dự báo toàn bộ lưu vực sông Thanh Y sẽ hoàn toàn vượt quá mức nước an toàn. Vùng hạ lưu sông Đại Độ và hạ lưu sông Mân Giang cũng sẽ xảy ra lũ lớn vượt ngưỡng báo động và an toàn. Tình hình kiểm soát lũ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên quyết định bắt đầu triển khai việc ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua. Theo CCTV và Lu Media, đây là lệnh ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp độ 1 đầu tiên trong lịch sử của Tứ Xuyên. Căn cứ vào xu hướng lượng mưa hiện tại, dự kiến trạm Tam Hoàng Miếu của sông Đà Giang sẽ hứng chịu lũ lụt vượt mức kỷ lục lịch sử. Vùng Trung và hạ lưu sông Bồ Giang sẽ tiếp tục hứng chịu lũ lụt vượt mức nước an toàn, tài khoản Tứ Xuyên thông báo. Cũng chỉ ra rằng trận mưa lớn đêm hôm qua đã khiến mực nước sông Thanh Y dâng cao tại thành phố Nhã An. Các cây cầu lớn như Simen Quao, Lang Quao, Da Hong Quao, Da Sinh và cây cầu lớn bắc qua sông Thanh Y tạm thời không được phép hoạt động. Ngày hôm qua, do lượng mưa lớn liên tục, đất đá bị sạt lở ở thốc đầu cầu trên đường cao tốc Đô Vấn, tỉnh Tứ Xuyên, khiến giao thông bị gián đoạn theo cả hai hướng. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo thảm họa lũ lụt bất ngờ. Theo đó, từ 8 giờ tối ngày hôm kia đến 8 giờ tối ngày hôm qua, lũ lụt có thể xảy ra ở huyện Thanh Thần, Nhân Thọ, Vinh và những nơi khác do mưa lớn liên tục ở Tứ Xuyên. Trước tình hình kiểm soát lũ được thực hiện ngày càng nghiêm ngặt, Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 2 lúc 12 giờ trưa ngày hôm kia. Cơ sở hạ tầng ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên, A Bá đã bị hư hại ở mức độ khác nhau và ngập úng đã xảy ra ở một số nơi. Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương di rời khẩn cấp hơn 60.000 người. Tính đến trưa ngày hôm qua, 32 con sông bao gồm Đà Giang, Bồ Giang, Thanh Y, Mân Giang, Đại Độ, Gia Lăng và các nhánh sông Hoàng Hà có mực nước vượt quá mức báo động và an toàn. Trong đó, dòng chính của sông Đà Giang và một số trạm trên các nhánh của sông Đà Giang, Mân Giang, Bồi Giang và Đại Độ
có mức nước vượt quá mức nước an toàn. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo rằng trận lũ số 5 trên sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Nó sẽ đi qua đập Tam Hiệp với lưu lượng 70.000 mét khối trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy lớn nhất trong năm. Vâng, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành và cảm ơn quý vị, các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh. Sau đó, nhấn biểu tượng chuông ở góc màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để theo dõi những chương trình tiếp theo của chúng tôi.